Tiểu Vương là một game rất nên là ủng hộ, bởi vì sao? Các bạn đưa lịch sử vào trò chơi và vừa chơi vừa học vừa chơi thì cái kết quả học tập nó sẽ tốt hơn. Thế còn cái câu chuyện rằng là nhân vật lịch sử này có giống với trong sử không? Thì tôi cho rằng là khó mà có thể xác định được. Lịch sử Việt Nam thì cũng hơi đặc biệt, vì là cái chiến tranh và loạn lạc nên chúng ta mất rất nhiều cái tư liệu. Và vì trong đấy có cái tư liệu về cái khuôn mặt thật của các nhân vật trong lịch sử. Cái thứ hai nữa ấy là với các bạn trẻ bây giờ, các bạn mong muốn cái gì? Mong muốn những cái nhân vật lịch sử nó cũng phải có gần gũi với mình. Ta có thể hơi giống giống thôi. Còn bây giờ thì các nhân vật lịch sử của các nước, ví dụ như Trung Quốc, Nhật Bản hay các nước khác, người ta cũng gọi là có tân, như là tân Tây Du Ký. Tại sao mình lại cứ Việt Nam cứ mãi mãi cổ điển như thế? Ta phải thay đổi đi. Vấn đề thứ ba nữa là để cho các bạn trẻ thích ý, thì cái nhân vật trong truyện nó phải gần với các bạn hơn. Cái thứ tư nữa là gì? Là chúng ta kinh doanh cái gì cũng thế, cũng phải theo thị trường. Sẽ để cho các bạn trẻ là những người trực tiếp chơi trò chơi này, các bạn quyết định là nhân vật lịch sử mình thế nào. Thì có điều là tôi cũng đã góp ý với startup là mình nên tham khảo thị trường, cũng cả tham khảo các cố vấn về lịch sử, để làm sao cái hình ảnh của mình cũng có thể là cho nó hiện đại hơn, làm hài lòng của những bậc cha mẹ của những người chơi game và những người mà quản lý lịch sử, quản lý văn hóa. Tôi chúc startup của Sử Hồ Vương sẽ thành công trong việc kinh doanh.